Michelo Mission Gold Glass 24 màu 7 mil ở đây. Đây là lần thứ bao nhiêu mình mua màu ta? Trong năm nay tôi vừa mới mua bộ màu này. Thì trước đây thì các bạn cũng đã thấy mình có review cái bộ màu này rồi đúng không? Xin lỗi các bạn, hôm nay giọng tôi nó hơi khàn kiểu vậy. Thì bây giờ tôi vừa mới mua lại nó, bởi vì cái bóc két màu nước Michelo của tôi thật sự nó lõ dữ lắm luôn rồi, cho nên là tôi quyết định là tôi sẽ mua lại một cái bộ như thế này. Sau đó thì tôi sẽ chiết ra để tôi sử dụng. Thế nhưng mà các bạn không biết thì tôi có một cái bộ nhỏ như thế này và tôi đã từng review nó vài năm về trước. Bộ này thì tôi mua bên Kita và tôi vẫn chưa xài hết. Tại vì thật ra tôi có khá là nhiều bộ màu khác để tôi sử dụng nhiều hơn. Và tôi cũng không nhớ là cái bộ này thì gọi là sao ta, tôi mua bao nhiêu tiền và tôi mua lúc đó là bao nhiêu mil. Nhưng mà các bạn có thể thấy là 36 màu. Thì maybe là cái này là 0.5 hoặc là 1 mil thì tôi cũng không có rõ. Nhưng mà nói chung là tôi cũng ít sử dụng cái này. Sau khi mà tôi đã có nhiều màu thì tôi cũng ít sử dụng lại. Cho nên là các bạn có thể thấy là những cái màu nào mà tôi sử dụng nhiều nhất thì có thể là các cái hàng màu vàng, đỏ, xanh, tím và các cái màu nâu, màu xanh lá thì tôi dùng khá là ít. Là tôi chỉ sử dụng có một, đúng một màu này là các bạn thấy là sử dụng tần suất sử dụng nhiều hơn đúng không? Đó là về cái bộ màu này. Giờ thì chúng ta đã có cái này siêu to, khổng lồ, siêu sang, 24 màu, 7 mil, ngon lành, thơm phức. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ unbox nó nha. Cắt siêu cho nó uy tín. Thiết kế của bộ này thì là hộp giấy nhưng mà khá là cứng và nhìn nó khá là sang xịn. Bộ này thì đến từ Hàn Quốc. Nó sẽ có một tờ giấy, một tờ giấy giới thiệu nhưng mà không có một cái ngôn ngữ nào mà tôi có thể đọc hiểu được ở đây hết. Chúng ta sẽ bỏ qua cái này. Chúng ta sẽ có một cái giới thiệu bằng tiếng Anh riêng. Và ở đây thì chúng ta có một cái color check 126 màu của Michelo. Ở đây thì có một cái dòng là dòng pastel. Tôi không có thấy cái dòng này nhiều lắm. Ở đây thì cũng sẽ có ký hiệu cho mình các mã màu đục trong dòng màu pigment hoặc là thông tin về màu ha. À, tiếng Anh thì họ sẽ làm riêng ra một cái gọi là cái này riêng ra này. Một cái điểm mà Michelo Bia mạnh mẽ về cái dòng màu của họ đó chính là màu đến từ thiên nhiên. Trong những cái hình ảnh mà quảng cáo về cái màu của Michelo á, thì các bạn có thể thấy là nó đều là các cái tranh vẽ về trái cây, lá cây, thực vật. Nói chung là tất cả mọi thứ nó thiên về kiểu cây trái này kia thứ, thực vật này kia thứ. Thì chắc là đó cũng là một cái gọi là hướng đi riêng của Michelo. Không có cái cadmium. Thì nếu mà các bạn nào mà không biết thì cadmium nó là một cái pigment mà nó có một ít cái độ độc hại. Thì trong một số hãng màu thì cái màu, những cái màu mà có cái cadmium này vào thì nó sẽ hơi có tính độc một xíu. Cho nên là nếu như mà bạn nào mà có kiểu sao ta, cái trend mà mấy cái content mà kiểu như là tôi đã uống phải nước cửa cọ của mình hay là tôi đã ăn màu của mình, đang thử màu của mình hay liếm gì cái thứ thì nó chỉ là content thôi nha. Chúng ta tuyệt đối không có làm thử, làm theo nha các bạn. Content thôi chứ không có ai mà dạy dột như vậy hết. Ví dụ cả mình cũng vậy nữa. Khi mà mình làm những cái đó thì nó chỉ là content thôi chứ cũng không phải là thật sự là real là mình đã ăn thử cái màu đâu nha. Tôi có một cái video kiểu just for fun thôi. Nhưng mà tôi rất là sợ cái comment ở bên dưới bởi vì có thể là nhiều bạn không có ý thức được điều đó. Nên là các bạn hãy lưu ý nha. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bộ màu này. Tôi sẽ có 24 màu ở đây và đây là những tuýp màu 7 mil. Michelo thì cái thiết kế của họ kiểu khá là đẹp và sang các bạn. Từ cái cách họ lựa màu cho đến cái cách mà làm cái tuýp màu và nhìn nó khá là sang ha. Họ lựa chọn một cái màu vàng đồng rất là đẹp. Mình thì trước thì mình cũng chỉ mua bóc két thôi và mình có mua một đúng một cái mã màu full tiếp của nó là peacock blue, đó là màu xanh con công hay là màu xanh cổ vịt đó kiểu vậy. Nhìn nó khá là sang ha. Có một cái phiên bản tiếp màu 15 của nó nữa và mình cũng
có mua hai cái tuýp màu nâu của Michelo, có mình đánh giá là màu nâu của Michelo rất là đẹp, rất là tươi, nó kiểu nâu cam các bạn, cho nên là nhìn nó rất là tươi. Một tuýp màu của Michelo thì cũng sẽ có ghi chú các cái thông tin về màu, tên, miu, các cái thể loại tên ở các nước khác. Mình rất là ghét cái này, mình cảm thấy nó rất là vô nghĩa. Các cái thông tin về mã màu, những cái độ đục, độ trong, độ chịu sáng, series, vân vân, ở trong một tuýp màu bé tí như thế này đây. Và bên trong thì nó sẽ không có cái phần bảo vệ màu, giống như là những cái hãng màu mới hiện nay thì đa số các hãng thì sẽ có cái phần bảo vệ màu, và khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ phải đâm vào cái lớp bảo vệ màu đó, sau đó thì mới bóp màu ra. Còn đây thì nó sẽ không có cái đó. Thì mình sẽ không có nói nhiều về màu nữa, mình sẽ bắt đầu đi vào phần swatch màu cho các bạn xem ha. Ok, tôi đã chuẩn bị một cái bảng swatch màu ở đây. Mình chắc phải đổi cây cọ thôi. Mình nghĩ là một cây cọ như vậy sẽ phù hợp hơn. Màu trắng, có một lớp keo gọn lên. Thường thì những cái lớp keo vậy thì các bạn nên bỏ nó đi. Một cái không có hay khi mà nó không có bảo vệ tuýp màu, các bạn có thể thấy là cái phần kem nó chảy ra bên ngoài. Mình phải pha màu nó hơi đậm đậm một xíu đi, các bạn có thể thấy cái màu lên rõ hơn. Đây là một bộ 24 màu cơ bản, vì vậy cho nên là các bạn sẽ thấy đầy đủ các cái tông màu từ nóng, lạnh, sáng, tối. Cái chất màu của Michelo nó rất là đậm đặc, vậy cho nên là các bạn chỉ cần lấy một cái lượng nhỏ khi mà các bạn pha màu để mà sử dụng thôi. Bởi vì các bạn sẽ pha được rất là nhiều màu, đó là lý do vì sao mà mình xài một bộ màu vài năm trời mà nó vẫn không hết là như vậy đó các bạn. Trong bộ này thì có một cái màu là Rai Opera, thì cái màu này nó sẽ khá là tươi và chói, nó giống như là màu neon vậy đó. Và cái màu này thì làm cho mình nhớ tới cái màu của Paragon, cái bộ Opera các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua các cái tông màu trung tính và màu lạnh ha. Những cái màu dạng tuyết á, thì cái chất màu nó cũng sẽ mềm và nó ẩm, dễ pha hơn là các cái màu dạng bên. Màu của Michelo thì nó kiểu không phải là dạng quá là loãng, nó vẫn khá là ok, nhưng mà cũng sẽ có một số màu nó bị hơi đặc quá, miễn sao nó không bị chảy giống như là Renaissance, hoặc là nó không bị hơi cứng quá như là thằng Hobai là ok. Tôi có hay nói với các bạn là một cái màu mà kiểu tôi không thể thiếu mỗi khi mà tôi vẽ chính là mấy cái mã màu thuộc về tông đen, ví dụ Indigo, Neutral Black, Lam Black, Ivory Black chẳng hạn. Tôi là một người vẽ mà nếu mà không có màu đen thì tôi sẽ dễ đặt lên. Như tôi đã nói thì tôi rất là thích những cái màu xanh mà nó kiểu theo cái ánh vàng như thế này, chứ ít khi nào mà tôi thích cái kiểu màu xanh cơ bản. Nếu như mà bạn nào mà đang thắc mắc mà mình swatch trên cái loại giấy gì thì nó là bao hông thường nhé. Nếu như mà tôi nhớ không lầm thì hình như là tôi có mua cái tuýp màu này nhưng mà 15ml thì phải. Tôi gặp một cái vấn đề với lại cái màu này, tôi không biết là cái chất màu này nó như thế nào, nhưng mà từ đến giờ cái màu rất bình thường, duy của cái màu này là nó rất là lỏng và keo rất nhiều.
rồi. Ngồi clip bao nhiêu đây. Mà cái màu này nó đã như thế này rồi thì là các bạn có thể thấy là nó keo kinh khủng. Keo lắm, màu và keo nó ở dạng lỏng luôn mà. Vì vậy cho nên mình phải đem nó vào cái palette khác để mà mình hòa màu lại cho nó đều, thiệt là đều thì mới sử dụng được. Đấy. Phải như thế này thì mới vẽ được. Cho nên là khi mà màu bị keo thì ngoài cái việc mà các bạn bỏ hết cái lớp keo ra, thì khi mà các bạn sử dụng thì các bạn nhớ là hòa màu cho thật là đều hoặc là kỹ lên nha. Đây là cái bảng màu mà mình vừa mới swatch xong. Các bạn có thể thấy là cái màu của nó nhìn chung thì nó sẽ khá là tươi, nhất là cái màu vàng này nè. Đấy. Khi mà mình làm video mà swatch ở bên ngoài á, thì mình thấy là nếu mà mình không có chỉnh màu thì nhìn nó đã rất là sáng rồi, và sau khi khô các cái màu về cơ bản thì rất là tươi ha. Có một cái màu mình gọi là ngoài những cái màu mình thích ra, ví dụ như là các cái màu nóng và các cái màu đỏ, các cái màu nâu và các cái màu xanh lá, thì mình không thích nhất là một cái màu, nó chính là màu Bright Opera này. Mình không thích nó bởi vì nó chóe và kiểu như là nó không có hợp với lại cái bảng màu này nè. Thay vào đó, nếu mà thay cái màu này bằng một cái màu hồng sáng hơn của cái màu này thì mình sẽ thích hơn. Cái màu ở trên vỏ màu chưa chắc đã giống với lại cái màu swatch ra. Tuy nhiên là mình vẫn thích gọi là cái màu ở bên ngoài của nó nhiều hơn, còn cái màu ở trên vỏ thì 50-50. Thật sự thì ít có hãng nào mà làm được cái vỏ màu đó trùng đúng với lại cái màu lắm. Mình nghĩ là bây giờ thì cái màu Michelo này thì các bạn sẽ sử dụng qua rất là nhiều rồi, đúng không? Rất là nhiều bạn mình thấy là thích những cái màu tươi như thế này nè, cho nên là các bạn sử dụng màu này rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ là cũng không quá là nhiều thứ phải nói về cái bộ màu này nữa. Nhưng mà cái việc mà nó sáng quá như thế này nè thì cũng là một cái ưu và cũng là một cái khuyết của nó như vậy. Khi mà các bạn sử dụng thì có một số tranh nó sẽ không có hợp với lại những cái màu nó quá là chói như thế này. Tuy nhiên là những cái bạn nào mà thích cái style mà vẽ tranh màu tươi sáng thì có thể thử trải nghiệm cái bộ Michelo này ha. Thì tạm bỏ qua cái bảng màu qua một bên, có một số màu vẫn chưa khô, chúng ta sẽ cùng nhau đi swatch độ loang và cũng như là xem cái màu nó màu đậm sang màu nhạt, độ chuyển màu của nó như thế nào ha. Ở đây mình có một cái bảng màu mà hồi nãy mà khi mà swatch thì mình có pha cái màu ra cái palette này, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng những cái màu ở đây luôn. Đây là một tờ giấy PowerPoint 50% cotton, sẽ sử dụng nó để xem màu đục hay màu trong, là nhìn cái nước pha màu của nó. Nếu như mà các bạn mà thử test màu pastel thì cái nước của nó sẽ đục hơn rất là nhiều so với lại cái nước rửa màu này. Cái này thì nó vẫn còn gọi là khá là trong. Nói về cái độ loang màu thì mình thấy là độ loang màu của nó cũng bình thường. Hòa màu thì cũng khá là ok. Các cái hạng màu cỡ như thế này thì cái độ hòa màu của nó mình nghĩ là dĩ nhiên thì nó sẽ tốt rồi, nhất là đang swatch màu trên lọ giấy vân rau vân khuôn nữa. Độ loang màu ha. Bác trong lòng mình về cái độ loang màu thì các bạn cũng biết là ai rồi đó, nên là mình cũng không có cần phải quá là nhiều cái sự kỳ vọng cho Michelo. Tuy nhiên là các bạn cũng biết rồi đó, nếu mà các bạn muốn loang màu đẹp gì đó thì nói chung là cũng nên tác động một xíu vào màu thì nó sẽ loang màu dễ hơn.
Nào, thật ra thì cái độ lan màu này thì cũng chỉ cần gọi là cho thêm vài cái chất vào thì nó cũng sẽ lan màu dễ hơn thôi. Thì đó là một cái phần gọi là test về cái độ loang và cũng như là độ hòa màu của Michelo cho các bạn xem màu nó sẽ hòa với nhau như thế nào. Mình sẽ có tranh vẽ với lại cái màu này sao cho các bạn thấy rõ hơn về cái chất màu khi mà thực tế lên trên tranh nó như thế nào ha. Thông tin về màu thì mình sẽ để ở trong phần description và ở bên dưới phần comment nữa. Các bạn có thể check về cái bộ màu này cũng như là giá của tuyết màu lẻ, tuyết màu 7ml, tuyết màu 15ml. Ok, video của mình thì sẽ đến đây thôi và mình sẽ hẹn lại các bạn ở video sau của mình nha. Bye bye!